Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm liên tiếp diễn ra các chính sách móc túi dần? Mới đây, Bộ Công an Việt Nam đã có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định. Vào ngày 26 tháng 9, báo dân trí loan tin khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi theo đó, trong bản cập nhật mới nhất của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông được bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định với mục đích để thuận lợi trong việc quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư. Khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh nêu lý do, một số bằng lái xe cũ, loại mẫu giấy phép lái xe giấy khó tích hợp vào tài khoản định danh điện tử VNAID. Nguyên nhân có thể do thông tin cá nhân khi được cấp bằng lái xe và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện tại có sai lệch. Và công bố mức lệ phí cho một lần đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng. Dư luận xã hội đại đa số không đồng tình với đề xuất vừa kể trên của Bộ Công an và cho rằng có cần thiết phải đổi bằng lái xe cấp trước năm 2012 hay không? Tại sao hệ thống sai lại bắt dân phải lãnh đủ? Và vì sao nhà nước cứ đẩy những khó khăn về phía dân như vậy? Trong khi đó, giới chuyên gia thấy rằng không cần thiết phải đổi bằng lái xe về mặt kỹ thuật, dữ liệu dân cư Bộ Công an đã có rồi. Tàng thư lưu trữ càng cũng có rồi. Cứ việc nhập dữ liệu vào là xong. Đây là về mặt kỹ thuật người dân đâu có thể chạy theo bộ công an cho được. Đồng thời cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm ăn của ngành công an. Nay vẽ cái này, mai vẽ cái khác để mà kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Nếu bộ công an cần phải làm thì phải làm miễn phí cho người dân. Đáng chú ý có nhiều ý kiến phân tích và so sánh chỉ rõ. Mỗi người chỉ bỏ ra khoảng 135.000 nhưng tổng số 22 triệu bằng cấp lái xe mới là con số rất lớn. Cụ thể, làm phép tính nhân quả sẽ thấy kết quả là 2.970 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí cũng còn lại ước chừng tới 2.500 tỷ đồng. Đó là một nguồn lợi nhuận khổng lồ Bộ Công an có thể chia nhau. Bộ Công an đề xuất thay giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước năm 2012. Theo nhà báo Vũ Thịnh từ quận 2 Sài Gòn nói với tờ Thời báo.d, đổi 22 triệu giấy phép lái xe là do nhu cầu của nhà nước chứ đâu phải của dân. Thế nên nhà nước phải chịu mọi chi phí và không thể bắt dân bỏ công việc để đi làm thủ tục mà phải gửi đến tận nhà đổi cho dân. Tôi nghĩ đó là tư duy về nhà nước do dân và vì dân. Ngoài ra trên mạng xã hội còn có rất nhiều ý kiến bức xúc và mỉa mai như Giờ mới hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ đồng bào Đồng bào nghĩa là bào đến từ đồng của dân. Hay như dễ kiếm tiền thế thảo nào, cứ thấy ra mấy cái đề xuất để bảo người dân hết bắt đổi giấy phép lái xe máy bằng bìa cứng sang thẻ nhựa cứng, lắp camera giám sát trên ô tô cá nhân, giờ đề xuất khám sức khỏe định kỳ của người lái xe máy. Đề xuất nào cũng thu về cả đống tiền của dân thì dạy gì không đề xuất. Tại một điểm kiểm tra của cảnh sát giao thông ở Hà Nội, Ngoài ra còn có các ý kiến chỉ trích trực tiếp Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm khi cho rằng thời Pháp bọn nó ác thế mà chỉ cổ có một hai cái chồng. Thời này luôn hô hào là thiên đàng, là nhân văn, là một cổ có đến nghìn cái chồng. Bộ Công an dưới thời Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân. Cứ 10 chính sách thì hết 9 chính sách đi ngược lòng dân và để hành dân. Đúng là bọn đầy tớ phản chủ. Lâu nay Bộ Công an ra rất nhiều chủ trương móc túi dân như đổi biển số xe, đổi giấy chứng minh căn cước công dân, thay đổi thông tin cá nhân trên hộ chiếu hay là giấy phép lái xe vân vân đã gây quá nhiều phiền hà tốn kém cho người dân và ngân sách của quốc gia. Trong một bộ máy nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, những điều này chắc chắn sẽ không xảy ra dân không phải chịu những tốn kém về thời gian, tiền bạc không đáng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Bộ Công an dưới thời Tô Lâm liên tiếp diễn ra các chính sách móc túi dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bài học đường sắt Cát Linh Hà Đông. Lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ. Tờ Báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 9 đưa tin công ty vận hành đường tàu Cát Linh Hà Đông đã lỗ nặng. Theo đó, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đưa vào khai thác thương mại từ tháng 11 năm 2022, bình quân vận chuyển khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Do chi phí vận hành vượt doanh thu bán vé nên hiện tại công ty vận hành tuyến đường sắt này đang âm vốn chủ sở hữu hơn 24 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của Hà Nội Metro, tính đến hết tháng 6 năm nay, công ty đang âm vốn chủ sở hữu 24 tỷ đồng, giảm 8 tỷ so với đầu năm. Lỗ sau thuế lũy kế hơn 28 tỷ đồng. Công ty vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông đã lỗ nặng. Lâu nay, công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vốn đã có quá nhiều tai tiếng về chậm tiến độ, về đội vốn và về không có hiệu quả. Dự án này bị xem là biểu tượng trễ hẹn và đội vốn qua năm đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, lỗ tới 160 tỷ đồng trong năm đầu hoạt động dự án Cát Linh Hà Đông đã nhiều lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày khai trường. Được biết, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khởi công từ năm 2011 với vốn đầu tư ban đầu khoảng 550 triệu đô la. Đến năm 2014, dự án bị đội vốn lên 40%, tức là khoảng 891 triệu đô la, đồng nghĩa với khoản tiền chủ đầu tư Việt Nam nợ phía Trung Quốc tổng cộng lên tới 700 triệu đô la. Báo tiền phong vào ngày 3 tháng 4 năm 2018, khi đó, dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho biết, ước tính mỗi ngày Việt Nam phải trả cho Trung Quốc 2,4 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cộng với nợ gốc của dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Vậy mà, lãnh đạo Hà Nội vẫn mong muốn phía Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai dựa trên kinh nghiệm dự án Cát Linh Hà Đông. Mong muốn đó được ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu ra với đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trong cuộc gặp ở Hà Nội vào ngày 11 tháng 4. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông Theo báo Nhân dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã nêu ra một số đề xuất cụ thể, trong đó có nội dung tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai. Điều đó khiến cho công luận hết sức lo ngại vì cho rằng dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai sẽ đi theo vết xe đổ của dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông trước đây, lại tiếp tục rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Chưa hết, lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài nhưng vẫn chưa đổ lệ. Mới nhất vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Quảng Tây, một số tập đoàn của Trung Quốc bày tỏ mong muốn sẽ được tham gia vào các dự án đường sắt và điện gió tại Việt Nam trong thời gian tới. Đáng chú ý là Thủ tướng đã có cuộc gặp với ông Trần Vân, Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 Cát Linh Hà Đông. Tại cuộc gặp, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tới đây Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai Hải Phòng dài khoảng 388 km. Đường sắt cao tốc Bắc Nam vận tải hàng hóa như thế nào giá cả ra sao đang là câu hỏi đặt ra chủ tịch tập đoàn đường sắt trung quốc bày tỏ mong muốn được góp sức thúc đẩy các dự án mà thủ tướng việt nam giới thiệu ông cũng cho biết tập đoàn này có thể cung cấp khảo sát thiết kế đầu tư thi công thậm chí cả quản lý từ a đến z thủ tướng việt nam còn gợi ý hai bên việt nam và trung quốc có thể tính toán thành lập liên doanh để đầu tư trong các dự án tuyến đường sắt côn minh lào cai tuyến đường Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Cũng xin nhắc lại, trong thời gian vừa qua, các tập đoàn Trung Quốc tham gia rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Những dự án này đã phát sinh nhiều nghi vấn về tiền phần trăm loại quả, đồng thời gặp phải sự phản đối của công chúng ở Việt Nam do tình trạng các dự án này bị đình trệ và đội vốn. Điển hình là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã bị trì hoãn nhiều lần với thời gian xây dựng lên đến 10 năm và đội vốn từ 552,8 triệu đô la lúc đầu lên đến 868 triệu đô la. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thầy báo chấm với bản tin Bài học đường sắt Cát Linh – Hà Đông, lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề